nhằm hỗ trợ tỉnh Sơn La phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cùng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương và Sở Công Thương tỉnh Sơn La đã tổ chức hội thảo tư vấn hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc sản tỉnh Sơn La. Tại đây, các doanh nghiệp và lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Sơn La đã tập trung giới thiệu vào 3 mặt hàng chính của tỉnh là mật ong, xoài tròn Yên Châu và nhãn chín muộn Sơn La. Năm 2015, trên toàn tỉnh Sơn La đã có 1.225 hộ gia đình nuôi ong, với tổng số lượng đàn ong là 66.053 đàn. Sản phẩm mật ong Sơn La đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể. Xoài Yên Châu, một đặc sản của Sơn La, cũng có sản lượng trên 4.000 tấn và sản lượng nhãn cũng đạt 32.500 tấn, trong đó có trên 8.000 tấn quả nhãn chín muộn. Tại hội thảo, Hiệp hội Bán lẻ, Hệ thống siêu thị Habro và một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đã đàm phán với các doanh nghiệp hợp tác xã của Sơn La trong việc liên kết tiêu thụ nông sản, giảm bớt khó khăn cho nông dân, tạo đầu ra ổn định bền vững cho sản phẩm đặc trưng Sơn La vào thị trường trong nước.